anh nghe thấy rồi. Vâng ạ, à, chỗ em đang ấy ồn quá. Ok em. Bây giờ anh Rồi. hướng dẫn này cái chuyển cái hệ màu đấy nhá. Vâng. Ví dụ như đây này, em nhìn thấy hệ màu bên tay phải này của mình đúng không? Rồi. Nó đang xem mấy K đúng không? Vâng. Đấy, thì em muốn chuyển về RGB ấy, thì chúng ta Vâng. vào cái mục tool này này, nhìn thấy tool không? Rồi. Nhớ ghi nó vào nhá. Vâng. Tool này. Nhìn thấy Color Vâng. Manager không? Vâng. Đó, nó xuất hiện cái này nhá, nhìn không? Rồi. Em nhìn thấy Brahmin Color Mode này không? Vâng. Đấy, em chuyển đổi về RGB này, nhìn không? Vâng. Ok cái này. Đó, thì nó nhảy về RGB này, nhìn không? Rồi, ok anh. À, ví dụ em đang muốn RGB mà em muốn thiết kế về CMYK thì lại cũng vào đấy thôi. Chọn nó Vâng. nhá. Vâng. Bấm vào đây, chọn CMYK, được chưa? Rồi ạ. Ok, đấy, nó chuyển về hệ màu CMYK, được chưa em? Anh cảm ơn anh nhá. Ừ, thế em nhá. Có Rồi, cố gắng làm tốt nhá. làm rồi nhưng mà không nhớ À, thế ấy. ừ. Ok Rồi, anh. ừ, thế em nhá. Vâng ạ. Rồi.